tháo RAM và chip ra. Vì là main bị chập nguồn, mình đã tháo hết RAM chip, tiến hành cấp nguồn. Đây, tại đây máy cấp nguồn đang để là 19V. Tiến hành cấp nguồn cho máy. Các bạn để ý vừa cấp nguồn, dòng lập tức ăn lên 0,16V, chứng tỏ đang có chạm chập nhẹ trong máy. Bây giờ việc xác định chạm chập chúng ta sẽ sờ nhanh xem linh kiện nào nóng đúng không? Sờ nhanh trước khi luôn, bạn cứ sờ nhanh. Đây, IC này. Đây, mình sẽ lấy đồng hồ đo nhiệt để cho các bạn xem IC này. Đây chính là vị trí IC nguồn cấp trước TPS 51125. Đây, đồng hồ đang để độ C, đo nhiệt, chúng ta cho vào IC. Các bạn thấy nhiệt độ tăng rất nhanh đúng không? IC đang rất nóng. Như vậy, chúng ta rút nguồn ra, bỏ cấp nguồn. Như vậy chúng ta có thể khoanh vùng khu chạm chập là sẽ làm từ phần nóng trước. Chạm chập đây, tại IC cấp nguồn cấp trước. Đo nhanh xem nào, đo nhanh các tụ ở đây, các tụ gần khu vực IC. Đây, tụ lọc đường nguồn 5V LDO ở từ chân 17 của IC ra đang bị chập. Khả năng IC bị chập đường này, chúng ta sẽ tháo thử IC ra, biết ngay. Đây vị trí tụ đây, trên tụ ký là PC4126, trở kháng rất thấp đúng không? Giờ chúng ta tiến hành rút IC nguồn cấp trước 51125 ra. Vị trí IC trên main ký hiệu là PU4103. Tiến hành tháo IC ra. Đây, IC lỗi đây. Sau khi tháo IC chúng ta tiếp tục đo tại tụ xem còn chập không. Đấy, hết chập đúng không ạ? Hết chập. Như các bạn thấy đây chính là vị trí của IC TPS 51125, IC nguồn cấp trước của Dell N5110. Sau khi rút IC ra đã xác định hết chập đường 5V LDO tại tụ PC4120. Hết chập, chúng ta tiến hành thay thử IC mới vào. Tiến hành thay thế IC mới TPS 51125 mới.
tiến hành kiểm tra tiếp xúc các chân đã tốt. Đợi nguội. Đây chính là IC bị lỗi. Mình bỏ ra và IC mới đã được thay vào. Vị trí thay IC mới. Rồi. Giờ chúng ta sẽ tiến hành kích nguồn. À, cắm nguồn. Dòng đá lên nguồn trời về. Không còn chật nữa đúng không ạ? Sẽ để đồng hồ ở thang đo điện áp 20V để đo xem đã có nguồn cấp trước chưa. Cái đèn về mát. Chúng ta sẽ đo tại vị trí hai cuộn nguồn cấp trước 5V và 3,3V đây. Tại đây đã có 5V đúng không ạ? Tại đây đã có 3,2V. Như vậy, kết luận là main bị lỗi. Vậy chúng ta có thể kết luận là main bị lỗi IC nguồn cấp trước dẫn đến bị chập nguồn và mất nguồn cấp trước. Đương nhiên rồi, IC nguồn cấp trước lỗi thì là mất nguồn cấp trước. Bây giờ chúng ta sẽ tiến hành lắp thử CPU vào, kích nguồn xem đã lên chưa. CPU ra, lắp tản nhiệt. Cấp nguồn cho máy. Sau khi đã ngao cắm và cấp nguồn, ta tiến hành kích nguồn. Đèn nguồn đã sáng, máy đã xuất hình đúng không ạ? Như vậy chúng ta đã sửa xong một lỗi của Dell N5110. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video.